Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Điện Biên. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Điện Biên cần đặc biệt quan tâm mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bằng cách tạo công ăn việc làm cho người lao động. Có như thế thì mục tiêu xóa đói giảm nghèo mới thực sự bền vững, quan tâm tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, không chỉ kết nối các địa phương, cửa khẩu, vùng kinh tế trọng điểm. Cùng với đó, Điện Biên cần quan tâm mời gọi tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa bàn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là các thủ tục hành chính, mặt bằng, đất đai, tập trung đẩy mạnh việc phát triển cây mắc ca, thu hút doanh nghiệp đầu tư mắc ca. Về đề án kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành giao tỉnh Điện Biên sớm triển khai xây dựng, hoàn thiện đề án trình Bộ Chính trị, Chính phủ, các bộ ngành xem xét để cho ý kiến triển khai thực hiện. Trước đó, chiều 21 tháng 1, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác đã dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang A1, thăm di tích lịch sử đồi A1 và bảo tàng chiến sĩ lịch sử Điện Biên Phủ. Cũng trong ngày hôm nay đã diễn ra lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh, việc sớm hoàn thành đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân. Dự án sau khi được nâng cấp, mở rộng sẽ góp phần thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, phát huy các giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là phát huy giá trị của các quần thể di tích, chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây chính là những tiềm năng, lợi thế lớn nhất của tỉnh Điện Biên. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào quý 3 năm 2023.